Chàng trai tên Lúa chưa đầy 4 tháng tuổi đang cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi đang trúng thuốc mê sắp xỉu rồi, trong khi thằng cỏ anh của anh ta. Ê Lúa, sao anh thấy cái đầu anh nó quay vòng vòng, chắc sắp tới giờ mình ngủ rồi. Cho tao mượn mày làm cái gói ngủ chút nha Lúa. Có thể cỏ không nghĩ bị trúng thuốc mê mà nghĩ tới giờ ngủ thì mình sẽ đi không nổi. Thôi lại Lúa ngủ cũng như thường ngày vậy đó, không có mẹ thì dượng em mình ngủ. Còn cái mặt Lúa như là chỗ dựa vững chắc cho cỏ, tự nhiên Lúa đâu mất tiêu thì nó chạy lại cái chỗ gần cái kệ nút bạc nó. Ôi trời ơi, ở bên trong thì giông tố mà ở ngoài tỏ ra rất là ổn nha. Đó đó, cái mặt quay rồi mà kiểu như có chuyện gì xảy ra đâu, rất là bình thản đối với tao. Và chưa đầy 2 phút sau, Lúa em út của chúng ta nằm yên bất động mà còn phản ứng chút xíu nha. Còn anh hai cỏ của nó thì bất tỉnh nhân sự. Thế là triệt sản con cỏ đầu tiên, con nào hôn mê sâu triệt. Mèo đực dễ mà. Chó cá như chị ba này mới sợ nè, bị mổ bụng đang đau mà kêu một tiếng là ngoắc cái đuôi liền đó. Sau khi giải quyết Lúa với cỏ và chị ba xong thì chị ba nằm chung với bầy mèo. Trong khi hai con đực triệt sản không tới 10 phút một con, 200.000 con, còn chị ba triệt gần nửa tiếng đồng hồ, 400.000. Trước khi triệt chồng, chị ba phải đem qua ở chung với mẹ bưởi của nó. Chị sớm tôi qua chơi nhìn thấy con này, trời tưởng con chó nào mới. Mà cái tụi nói đây là chị ba là trong ba con báo con bưởi. Cái chị giật mình, trời trời sao mà con bưởi nó đẹp, nó dễ thương, nó trắng tươi mà sao con nó đen dữ thần vậy, tóc gỗ hơn tóc nước sơn. Thấy vậy nó khỏe mạnh, nó gặp người luôn nó mừng, cảnh nào cũng mừng, bị mổ bụng cũng mừng chủ. Còn con này đó đi bác sĩ rồi con nhớ không, trời ơi cái mặt của nó như đưa đám vậy đó, mặt nó chầm chầm mà. Còn con này nó đựng cái vui vẻ qua, thấy mẹ mừng lắm nha, rồi mà con này nó chẳng gây quá à. Rồi xong mấy đứa trong nhà tới phim mấy đứa mèo hoang nha. Theo dùng số tiền 4 triệu mấy bà hãm phan hùng vô triệt sản, bắt hai con vô chích thuốc luôn, hai con luôn. Rồi hai con vô gặp bác sĩ do cả lúc mà còn con trai đây. Rồi con ơi, mày gặp bác sĩ Hiếu là mày xong đời trai rồi, nửa quá nửa không có cho gặp, không có cho đụng. Thôi đợi nó xuống đi. Trời ơi nó khai mà nó đáy. Ba em ơi. Rồi thắng rồi nha. Xong rồi, nó con mèo nhỏ triệt sản dễ ghê luôn á trời. Vừa lộ bi, lộ bi chút xíu thôi triệt liền. Nhanh gọn lẹ mà đỡ tốn tiền nữa. Chích thuốc mê đâu có nhiêu. Dĩnh thiệt chắc. Rồi, khe con. Rồi con đang kiếm đường chuồng kìa mà chuồng đấu được. Mà sao chị ba với bữa giống nhau chỗ á, con nào cũng có kinh nguyệt hết trơn á. Không phải con chó nào cũng có kinh đâu nha. Vì nó chảy máu hàng tháng như con người vậy đó. Rồi, chuẩn bị xem từng con xỉu nè, có đứa nào xỉu trước. Thôi, chị ba nó ói rồi kìa. Trời mẹ ơi, ý là không có cho ăn đó. Anh sẽ tiêu cái số tiền 4 triệu mà người ta với tôi hùng lại với nhau. Triệt sản cho từng đứa. Hầu như con nào vô thuốc mê cũng phải ói. Chưa ăn thì ói nước, mà ăn rồi thì ói đồ ăn. Mà nếu mà ăn mà chưa có tiêu là ói đồ ăn ra luôn. Mệt lừa đừ, với chích thuốc mê của mày nó mệt. Trong khi hồi xưa khé chích cả chục liều thuốc mê. Thì lớn lên nó khùng là phải. Khế hả? Ừ. Khế mẫu đâu mày? Khế hồi đó cái đít nó bị lát đó. Lát thì mai lại cái chục lần. Không nói sao mà mai dữ vậy? Mai mà chỉ cứ bung hoài, bung liên tục luôn. Rồi bác sĩ chích thuốc bị áp xe, xe hai bên đít á. Biết nhiều lần. Khè con. Trắng đen không biết tên gì, chưa có đặt tên luôn. Đó, phải cột 4 góc, 4 cái tay, 4 chân như vậy nè. Ăn cá biển. Triệt sản con này chưa đầy 5 phút. Nghe nói triệt sản mèo còn quá nhỏ ảnh hưởng tiết niệu, mà con đực hồi đó tôi triệt sản nhỏ hơn mấy con này nữa, vừa lộ bị chút xíu bác sĩ Hiếu là triệt rồi, thấy giờ vẫn bình thường không có gì. Con đực bây giờ nhiêu tuổi rồi, chắc cỡ 5-6 tuổi đó, thấy đi đứng rồi ăn uống rồi vệ sinh rất là bình thường luôn. Thì cái vụ ảnh hưởng tiết niệu không biết sao nghe, cái này là vẫn là một ẩn số. Tiếp theo là khe con yêu cầu người chủ bắt được con mèo, dính được con mèo cho bác sĩ chích thuốc. Rồi chuyện gì cứ để bác sĩ lo đó. Rồi cho nó ở một cái phòng nào cho an toàn trong vòng 2 ngày, nếu muốn an toàn trong 2 ngày. Tại vì cái ngày đầu nó tỉnh rồi không sao, mà sao nó còn hơi lộn chọn á. 2 ngày là an toàn nhất, chứ ta là nửa buổi rồi xong rồi. Tỉnh rồi. Con cho cái mỏ giờ hết trơn. Nó chưa phải giữ tụi này có 3 ngày, cái bi nó hết đau mà có chó gượt mới chạy được, chứ bi nó còn đau nó có gì nó chạy chậm mà con bị này bị kia nè. À, còn chị ba sợ mèo quýnh hay sao lết lết ra ngoài nằm. Không nhận tội nghiệp. Con mèo đực càng nhỏ triệt sản càng ít thành. Con này hôm nay sao không? Gặp mà còn không dậy. Nếu mà ai mà triệt sản ha, mèo nhỏ vậy nè, 1 2 3 4 con mèo con là một con chỉ có 200 thôi. Còn chị ba là 400 con, chó cái nha, chó cái có 400 thôi. Lần đầu trong lịch sử triều đại khế thúi triệt một lần 5 đứa, một cái 4 đực. Trời ơi, nhìn con Lúa nó bự hơn con cỏ biết bao nhiêu vậy trời. Ủa anh em đó hả trời? Em mà sao bự anh nhiều vậy? Tính ra mấy mèo con nhỏ hơn Lúa cỏ cần tháng nha. Con giò ngạc nhiên sao tụi này nằm sủi lơ vậy trời. Trời ơi. Ê cái này liên tưởng á. Tưởng tượng như tôi làm kịch bản á bà con. Ở trên cái la phong sập xuống rồi nhiêu nằm ở đây. Trời ơi, lại có một video ngắn nữa. Cái này là vô tình nha. Tự nhiên tụi nó nằm đây, cái tụi nhìn lên cái là không, mà này nó hết sập rồi. Đó cái khúc đó bà con thấy không, cái tường á. Cái tường nó thấy không, đó, tường nứt đó. Thì cũng nguyên nhân đó đó. Vừa tường nứt mà vừa cái máng xấu nó dột xuống nữa.
Mà khi thợ này coi nó thợ cũ làm là phong quá trời ẩu đi. Còn chị ba nó ngoắc đuôi kìa. Ai đang đóng cảnh giả chết ngoắc đuôi là hư hư cảnh ta rồi. Chị ba. Trời trời chị ba ơi, mày đi đâu mày chay tới đó chị ba. Con chị ba con dựng bổ giống nhau nha, nó có kỳ kinh nguyệt y như con người đó. Ê, cái là phong sập rồi, mấy con mèo con chó nằm sải lai rồi có vết máu. Trời ơi. Cái này là không phải tôi dựng kịch bản mà kịch bản nó tới nha quý vị. Trời ơi trời. Quá giống rồi. Mà lo nó ngoắc cái đuôi nghe là biết diễn rồi đó. Nói chứ cái vụ sập La Phong cũng hên lắm đó. Đầu con thấy cái vết gạch đó không, nguyên cục đá trên La Phong tại sao xuất xuống cái bụp. Mà con ngầu nó đứng ở đây nha. Nếu mà không có gì báo trước, không có tiếng kêu ở trên, tụi nó không chạy kịp là cái đầu con ngầu sẽ như thế này. Chấn thương sọ não. Còn hai đực gựa này chắc tôi giữ nó cỡ 3 ngày, tôi giữ 2 ngày mà sợ cái bị nó còn đau, thấy chó gựa có vấn đề gì nó chạy không kịp. Mà giữ thêm mấy ngày. Con này nó có cái cục gì ngay bụng vậy trời. Cái cục gì giống như nó nổi gì vậy ba. Nè, thấy đó, này được triệt sản đã không? Không có miếng máu luôn á. Nhỏ thế này đã triệt được rồi, chỉ có 3 tháng mấy thôi. Chưa tới 3 tháng. Tính đầu triệt sản 7 đứa, gũ mọi người hùng chung 4.088.000 thấy quá dư rồi. Ai về còn có 5 đứa thôi. Nhưng mà tôi sẽ dùng cái số tiền đó triệt sản cho những con mèo hoang chó hoang mà tới cái vùng đất đó. Hay là con chó mèo cũng như nó qua nhà của ba tôi nè, nó cần thì triệt sản hết. Còn như là con lúa, con cỏ, con chi ba này nọ nè, thì sẽ dùng ngân khố chiều đại cái thú triệt nha. Còn cái số tiền này vẫn triệt cho những con nào tới cái vùng đất này. Đông quá, không có nuôi, không có bảo kê nó được, chỉ có đất cho nó ở rồi cho ăn qua ngày. Quen được con nào triệt sản con đó rồi gũ mọi người hùng chung. Coi như đây là một cái khu vực thiện nguyện, một cái nơi cho tụi nó nghỉ ngơi sau khi triệt sản. Nhưng mà chỉ những đứa tới đây và quen cái khu đất này chứ không có lo nổi những đứa chỗ khác nha. Nhiều người không biết chỗ khác cái nó chỉ triệt sản là tôi xỉu nha. Lại mình xác định tụi nó khỏe mạnh không có bệnh gì mới dám để trong này đó. Khu vực thiện nguyện dành cho những đứa tự mò tới vùng đất của triều đại khế thúi. Nó mở mắt kìa. Trời ơi. Con này nó xỉu nó ngủ luôn rồi nè. Khóc hay gì vậy? Là lưỡi. Đi ra ngoài đi. Rồi cho tạm ở nằm ở đó đi. 4.088.000 trừ cho hai đứa này có 400.000. Là cái số tiền còn lại mình triệt được rất là nhiều đứa nha. Mà thêm con chó bên kia là chó cái nè. Mà triệt con chó mà nó tốn dữ lắm. Tại vì thường con chó nó bự á, con mèo nó nhỏ, ít tốn thuốc mê hơn. Trời ơi cái mặt nó nằm cho trời. Số phận an bài, con người đặt sao để vậy. Vô được chỗ tốt thì may mắn, chỗ xui thì không biết sao, coi như thất kiếp. Rồi mình sẽ giữ nó trong 3 ngày nha. Giữ cho lành vết thương luôn mới thả về. Trời ơi, con chị ba nó tới cái tháng mà có kinh nó cũng hôi y như con người. Nó hôi gần nguyên cái phòng tôi luôn. Mà cái miệng nó thúi nữa chứ. Ra đâu mà đừng có nằm ngay cục gạch đó con ơi, không nên. Trời ơi, con quỷ ngầu thôi, nó đứng ngay đây, cục gạch cứ bùm nứt. Chị ba từ từ bước ra, nó nghe tiếng tôi nó ngoắc đuôi liền rồi. Rất là dễ thương, mặc dù đang rất là đau. Thôi hả? Thôi hả? Nó quá thúi vậy. Trời ơi, cái miệng nó cũng thúi nữa. Đổi tên nha con. Đặt tên chị thúi đi. Ê bậy để đâu, bậy vô trong này mày. Vô trong này để. Con nhỏ đang có dịch, ê nó làm cho cái chiếc sáng trong này. Đó, chịu khó lao, cho nằm đó luôn đi. Rồi, hy sinh luôn. Trời ơi, nói ở chị để cái thúi chị mắc cái đuôi. Cái bụng đang đau lắm mà mừng vậy đó. Chị ba ơi. Cho bữa vô chơi chị ba chịu không? Mày làm gì vậy? Trời trời nó thúi. Mỗi khi nghe mùi thúi nó hửi cái áo là nó hết thúi liền, tức là cái áo nó thúi nhiều hơn cái mùi thúi. Bởi vì mày thấy hết ớt. Vô coi con mày nè, con mày nằm yên chỗ nè bưởi. Nhanh lên. Đi luôn rồi. Trời kêu bưởi mà con chị ba nó chạy ra nó mừng mẹ nó kìa trời. Người mẹ xinh đẹp trắng trẻo thì được ở sung sướng trong triều đại khế thúi. Còn mấy con báo ở cùng với nhau mà chị ba nó hiền, không con nào cắn nó đâu. Nhưng mà mấy con chó được hay nhảy nó lắm. Mà sợ út chó đó, út chó còn một cái bi chưa triệt được. Chị sợ, rất là sợ nên gấp đi. Trời ơi, chị đau mà chị lại mừng kìa. Mà bữa này sao chó bà con ơi, thấy con thì nó lại hơi hửi cho có. Ừ mẹ thăm con cái thôi chứ nó không muốn ở gần con ở đâu. Muốn ở gần con người à. Mà con cứ lại sắp sáp hoài là nó chữ đó. Đây nè, cái mặt chị ba giống ai? Út chó nè quý vị. Hay lé cái mặt giống con bưởi, còn chị ba út chó giống cái thằng mật báo rất là nhiều. Mà cái nết chị ba cực kỳ hiền quá. Không cắn lộn, không kiếm chuyện ai chứ. Nó đang mê man, cái lưỡi rút vô mỏ không được mà vẫn mừng chủ. Cái mặt nó giống cái mặt nạ chung vô diện của tôi quá ta. Thôi up video đây. Ở đây chơi con mày đi nha. Không chịu đâu bà con. Nó giả bộ đứng gần xíu đây. Cái tụi mà đi rồi không tới 5 phút la làng liền. Chị ba biết thân biết phận, người mẹ chảnh chẹ mình chửi mình, thế là bỏ đi vô trong ấy cái nệm cho nó đó. Ừ, trời ơi, biết vô nệm nằm kìa. Mày đứng đó tao mày ói. Muốn ói mày, muốn ói. Có không? Không có nằm. Chị ba khôn quá à. Nằm đây nha con, nằm đi chơi nha. Mình hai cái đầu có hai chấm đó kìa. Sao chị ba với Út mặt nhìn giống nhau dữ thận trời. Có số phu thê hay gì vậy? Không anh em ruột. Thằng Út nó nhảy chị ba hoài, dò dò có con biết sao nè. Mối quan hệ cận huyết là đẻ con sẽ bị bệnh. Mà chắc không có đâu. Phải triệt sớm mới được. Nói trong khi chị ba rất là trầm tĩnh mà biết mừng chủ nha. Còn mấy con quỷ này là nằm gác cái tay lên cứ như số phận sao mà tao chấp nhận vậy thôi. Quá là ngầu luôn.